Mong cho các bạn trở lại với kênh Bùm Rô Blog nha. Ôi ôi quá trời vui rồi anh em ơi, còn chưa đầy 3 phút nữa là cập nhật mới rồi. Cập nhật 73 phần 1. Mấy cái thằng ông nậu gì này chứ, cái gì nhảy trước mặt người ta không có thấy cái gì đâu. Nhảy lên anh em ơi, quẩy lên quá trời. Ôi ôi người Việt Nam còn quá trời đón luôn rồi, vui quá vui luôn anh em ơi. Nhảy lên đi anh em, quẩy đi. Còn có 2 phút hả trời, còn có 2 phút kìa. Ôi ôi, cập nhật lần này lớn lắm anh em ơi, cập nhật lần này hả phải nói là hay thiệt là hay luôn đó nghe. Ồ, thằng này nói đúng nè, 1 phút nữa anh em ơi, quẩy mạnh lên đúng rồi, quá la quỷ quỷ này nói đúng quá trời nè, quẩy lên đi, quẩy mạnh lên đi, còn có chưa được cuối ủi là còn có 1 phút nữa. ngon. Ok anh em ơi, chuẩn bị đếm ngược nè, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Chào mừng 30 tháng 4 một tháng 5. Cửa hàng Bùm Rô Blog khuyến mãi cực khủng. Thẻ dưới 200.000 khuyến mãi 40%. Thẻ trên 200.000 khuyến mãi 100%. Mọi thông tin chi tiết bạn hãy kiểm tra phần ghi bình luận phía dưới nhé. Ok anh em ơi, update cho người nè. À, chào update log đầu kênh, nó có cái gì mới nha. Đó, Enlit Run nè các bạn. Rồi, một cái con tướng Maze Camera Women nha, một con mít thịt nha. Scientific Mate Exclusive. Rồi con này chắc mua bằng robot rồi các bạn ơi. Rồi có booster Red Remove. Cái hộp booster bây giờ là nó bị mất rồi nha các bạn. Cuối cùng là Remade Toilet HQ Map. Đây Toilet HQ là này nè các bạn. Cái map này là remake lại rồi ha. Rồi thôi bây giờ anh gì đi, chúng ta vào chúng ta coi cái Enlit Run nó như thế nào nha. Đây các bạn ơi, khu vực Enlit Run ở đây rồi nè. À đây, bây giờ thì nhìn vào đây thì chúng ta có thể tưởng tượng đó là à nó có cái kinh nghiệm đó các bạn. Nói chung là các bạn chơi bao nhiêu thì chúng ta sẽ lên răng bấy nhiêu thôi. Có các cái thể loại răng là có cái răng 1, răng 2, răng 3, 4 gì đó các bạn. Nó coi chung là nó đếm số nha các bạn. Đếm số và nó có cái tên riêng của nó. Và cái răng cuối cùng của mình là Toilet God nha các bạn. Chúa tể Toilet. Và ở đây chúng ta cũng có thể mua X2 boot nha các bạn. Và một cái boot này là 199 Robux thì các bạn sẽ có cái boot trong vòng 2 giờ. Nếu mà các bạn mua 10 boot á thì chúng ta sẽ giảm xuống còn là 1499. Thay vì là 1990 á các bạn thì nó chỉ còn là 1500 Robux thôi. Bên đây là cái gì? Peace đặc quyền hả? Peace này có nghĩa dịch bùm dịch sát nghĩa nha các bạn. Còn bùm không có biết nó phải, nó có nghĩa đặc quyền đặc tính gì đó các bạn. Thì ở đây nó có cái extra money, chúng ta sẽ nhận được 100 tiền cái gì current way. Cái này bùm có cái phần này nó che nè các bạn, nhưng mà bùm tưởng tượng ở đây có nghĩa là khi mà các bạn được tới cái răng 5 đó thì chúng ta sẽ nhận được 100 tiền như thế nào đó của mình, còn bùm có không biết nữa. Rồi khi mà có răng 10 thì nó sẽ send bùm đoán đó nha các bạn, không biết chính xác không, tưởng tượng nha, toilet nó đi vô gần tới cửa rồi đúng không, nhưng mà khi mà chúng ta nhấn cái nút này lên đó là nó gửi những con toilet đó, nó bóc những con toilet dục lại cái chỗ mới ra. Rồi ở đây nó còn có abilities nữa. Rồi những cái đặc quyền giống như một những cái chỉ số ẩn, những cái gọi là được thêm vào đó các bạn. Cái placement slot có nghĩa là slot ở dưới này nè các bạn. Chúng ta được đem theo là bao nhiêu slot ha. Rồi nó có unit slot luôn nha. Unit slot có nghĩa là thay vì các bạn chỉ gọi là xây được 15 con đó thì nó có thêm luôn nha. Có thể là nó thêm một vài slot gì đó thì chúng ta chưa có farm thử cho nên chưa biết. Rồi chúng ta có cộng thêm phần trăm coi, cái này biết rồi, cái này dễ ha. Rồi chúng ta có cộng thêm cái số tiền ngay từ lúc bắt đầu, giống như các bạn đi chơi Enlit đúng không, nó vô nó cho các bạn gọi là 200 tiền 300 tiền gì đó, thì chúng ta khi mà chúng ta gọi là đi farm từ này kia các kiểu á thì nó sẽ tăng lên thành 250 300 350 400 500 gì đó các bạn. Vậy thì tính ra cập nhật này hay dữ luôn các bạn ơi. Hay dữ luôn đó. Thôi thì giờ anh gì đi, đầu tiên là để bùm coi cái ở bên này nó có cái con tướng mới đây nè các bạn ơi, Maze Camera Women nè. Để bùm gacha cái con Maze Camera Women trước nha các bạn ha. Summon chưa có, không sao các bạn, nó chỉ có 0.mấy% mà 0.31% mà bây giờ đội nhấp cái có liền ở đâu ra summon. Mà cũng hên đó các bạn, lúc nào mà bùm chơi cái này bùm cũng gọi là để tiền lại các bạn, bùm không có summon tào lao. Tại vì bùm biết là cứ mỗi lần cập nhật mới nó có những con tướng mới thì chúng ta phải để tiền lại, chúng ta summon chứ. Ra lại chẳng để rí người ta đánh cầu mít thịt. Lẹ đi. Lẹ đi, nếu mà 0.mấy% thì nó cũng phải gọi lại ra cho người ta chứ. Nó cái cầu 0.mấy% rồi nó cứ vậy hoài luôn hả? A few moments later. Trời ơi các bạn ơi, không lẽ giờ ra đốt nhang nữa chứ, trời 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 hoài luôn vậy đó hả? Anh ơi,
Anh ơi, cho em cái con mít thịt mới đi, rồi em còn review cho mọi người coi nữa. 1 hour later. Rồi ơi các bạn ơi, nữa rồi, chắc ra phải đốt một bó nhang luôn các bạn ơi. Chứ như vậy hoài là mệt mỏi lắm, nghe Lucky boost lên rồi đó, 0.31% rồi đó. 2 hours later. Ôi ơi các bạn ơi, bùm ga cha bây giờ là 20.000 tiền luôn các bạn. Không được luôn các bạn, sao xu dữ người ta. Nãy giờ 20 mà không lẽ 20.000 tiền rồi có bút luôn á các bạn. Không ra một con mít thịt nào luôn á chàng. Ôi ôi lẹ đi anh ơi, cho em đi anh ơi. 5 hours later. Nè các bạn, Mace Camera Women, Mace Camera Women. Hôm nay lên cho anh em một con hàng siêu phẩm. Một con hàng gọi là gì ạ? Một con hàng độc đáo đến từ game Toilet Tower Defense. Đó chính là con hàng gì ạ? Con Mace Camera Women. 30.000 vàng chỉ còn... Không, có mua hơi mắc nha. Nãy giờ là hả, mua hơi mắc đó. Gà trà cũng hơi mắc đó, không có giảm giá gì đâu. Thôi, xàm được rồi. Cầm Mace Camera Women à. Rồi con gì nữa. Vô cái shop này. Cái con kia là mua đây 399 Robux ha. À, lại tốn Robux rồi. Thôi, tốn Robux mua review cho anh em chứ không lẽ mua phạt. Hôm nay lên cho anh em con hàng siêu phẩm. Con hàng gì ạ? Scented Max Exclusive Movable. Ê, con này movable nha các bạn. Ê, con này movable nha. Nó di chuyển được các bạn ơi. Cầm vô Enlit rồi bắt đầu rồi lã review liền cho các bạn mới được ngàn. Trong cái bản cập nhật lần này, khi mà Talent Read ưu tiên rất là nhiều cho Enlit thì Bùm thấy một cái chuyện như thế này nè các bạn. Bùm nghĩ đây là một trong những cái quyết định sáng suốt nhất của Talent Read với lại I Am Evan. Tại vì là nói chung là những cái map bình thường ở bên ngoài mà giới hạn số quay 50 nó có dù là dễ, khó, trung bình rồi nightmare này kia các kiểu đó các bạn, thì nó cũng không thể nào tận dụng tối ưu được tất cả những cái con unit được các bạn, tại vì nó bị giới hạn. Các bạn có nghĩa là có tăng cái độ khó lên nữa đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có 50 thôi. Thì mình nghĩ là đối với cá nhân Bùm nha, Bùm đánh giá cao cái việc mà Talent Read đưa ra cái gọi là cái cập nhật trong đó ưu tiên cho Enlit các bạn. Làm như vậy rất là tốt nha các bạn. Đối với những cái người chơi mà gọi là muốn thử thách bản thân mình mà theo cái kiểu gọi là thử thách hết sức có thể, hoặc là để biết được gọi là sức mạnh tối ưu của từng con unit nha các bạn, thì Bùm nghĩ chỉ có cái Enlit này nó là cái gọi là cái hay nhất thôi các bạn. Còn lại thì Bùm nghĩ không có cái gì nó OCK hơn cái này đâu ha. Nó cho nên nó là mình thấy là hả, nỗ lực của Talent Read trong cái bản cập nhật lần này là quá tuyệt vời luôn các bạn. Dù là Bùm chưa biết sức mạnh của hai con unit này như nào, chút nữa chúng ta Bùm cũng sẽ trải nghiệm cùng với các bạn. Bùm cũng sẽ là review rất là chi tiết, rất là cụ thể cho các bạn, nhưng mà nói trước là cái đánh giá ban đầu của Bùm về cái việc gọi là cập nhật giống như vậy đó. À, và thêm nữa là đầu tiên á, là Bùm nghĩ là đem theo 10 con unit đó, là Bùm nghĩ vậy là nó xong rồi. Có nghĩa là khi chúng ta farm lên nữa đó, chúng ta được đem thêm nhiều cái unit, đem thêm nhiều cái slot ở dưới này nè. Bùm nghĩ là như vậy là ok rồi, không ngờ nha các bạn. Thiệt tình là Bùm cũng không ngờ là lại nó có thêm một cái thêm một cái phần nữa là à, cho thêm cái tiền ban đầu, rồi cho thêm cái vàng, rồi thậm chí là đặt thêm unit nữa. Thì Bùm thấy là Enlit sắp tới là phải nói là cực kỳ hay luôn, chứ không phải là hay nữa các bạn. Bùm cam kết với các bạn là tất cả mọi người sẽ là đổ xô vào Enlit này chơi, chứ ta không có thèm chơi cái map bình thường nữa đâu các bạn. Tại vì nó quá hay rồi các bạn, nó hay cực kỳ luôn. Thì bây giờ gì đi các bạn. Thì lúc đầu này là Bùm cũng muốn gọi là làm sao để mà farm tiền nó lại lẻ xíu các bạn, rồi là sau đó chúng ta có xây lên mấy cái con này nè, chúng ta xây nó được dễ hơn. Cho nên thôi, cái khúc này nó hơi đầu nãy hơi chán đúng không. Thôi để mà Bùm nhảy liền cho tới cái khúc mà Bùm xây được cái con ở đầu tiên Mace Camera Women lên để mà review cho các bạn coi ha. A few moments later. Ok các bạn, Bùm đủ tiền rồi nè. Bây giờ Bùm sẽ đặt cái con Mace Camera Women ở đây luôn để coi cái khả năng chống tool. Nó không có chống tool các bạn ơi. Con này không có chống tool nha các bạn. Đúng là những cái con unit summon đó các bạn.
không có con nào chống tôn hết các bạn. Còn về ngoại hình á thì lấy cái ngoại hình của con Camira Women, nói chung á là nếu mà các bạn nào coi phim các bạn sẽ biết á là Camira Women là sẽ trở thành POV trong cái tập mới đó các bạn, là trở thành là Camira POV á, trong đó là Blunder Cameraman đã hy sinh rồi, hy sinh vì nghĩa cử lớn rồi các bạn, cho nên là Camira Women mình lấy luôn cái vũ khí của anh chàng Blunder Cameraman để mà gọi là trang bị vô cho mình đó. Thì đó, thì ngoại hình nó gọi là nó đúng với nguyên tác của Đa Phúc Buôn thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ nhìn nhận nha. Thôi bây giờ con ở ngoài này nó bị tuôn hoài rồi, chúng ta hả xây nó trong này đi, chúng ta hả gọi là nhìn cho nó dễ các bạn ha. Và trong đó các bạn còn thấy cái gì nữa không? Cái mặt còn cúi cúi xuống nữa, thể hiện cái sự đau buồn thương tiếc cho Blunder Cameraman đó các bạn. Rồi thôi kể chuyện gì đó được rồi. À, mới vô nhìn cái bùm đang định đọc đam nhưng mà bùm thấy uy cái này có toilet slow win nha các bạn. À, nó có slow toilet lại được nha mọi người. 50% slow luôn nè. Ở đây bùm chỉ xuống coi. Nếu mà chúng ta gọi là nâng cấp nó lên đó các bạn, nó cũng không có tăng cái slow nha các bạn. Xây xuống thì chúng ta xây 250, đam lúc này là 1500, tầm đánh 12 cooldown 2 giây. Nói chung là cái hệ mace đó các bạn, có nghĩa là cái hệ cầm chùy này nè các bạn, là tất cả các con đều là cái thể loại gọi là đánh những cái đòn đánh nó mạnh nhưng mà gọi là cái cooldown của nó lâu. 2 giây nó mới đánh được cái thì nói chung là một cái con gacha giống như vậy. Theo cá nhân bùm thấy là đặt xuống level 1 như vậy là rất là ok, rất là ổn định đó các bạn. Rồi up lên level 2 là 500 tiền ha. Rồi hai vòng đánh nha các bạn. Nó có hai vòng đánh nha. Khi mà up lên level 2 là hai vòng đánh. Thôi bây giờ gì đi, xây con nữa, ra ngoài này up lên đi, coi nó đánh cái gì. Khoan để bùm mở cái rồi bùm mở lên luôn rồi. Nó đánh hai cái rồi luôn. Ê, cái con quỷ yêu này gì gần sao người ấy được. Nhưng mà bùm thấy là hai cái vòng đánh nó thì đơn mục tiêu thôi các bạn, cả hai đòn đều là đơn mục tiêu ha. Là nó sẽ đánh là nó đầu tiên á là cái vòng trắng á là nó lấy cái chùy nó đánh, còn cái vòng vàng á các bạn là có nghĩa là cái tay nè, cái tay bên này nó sẽ bắn nè các bạn. Cái slow của nó đó các bạn là màu trắng này nè chứ không phải màu vàng này đâu nha. Cái slow này là vào cái trong vòng tròn màu trắng này là nó mới slow nha các bạn. Và cái cooldown của nó là 0.5 ở level 2, level 3 là 1000 tiền ha. Bùm up lên nè. Phạt. Lúc này chỉ gọi là cái tầm đánh của nó đã tăng lên 30 rồi nha các bạn. Cooldown của nó là 0.25. Đây bùm sẽ cho các bạn coi lại là level 2 nè. Level 2 cái cooldown của nó là 0.5 nha. Và tầm đánh 25 nha. Thì bây giờ là level 3 là tăng lên, nó tăng cái tầm đánh lên, tăng tầm đánh cả tầm đánh của vòng màu trắng lẫn tầm đánh của cái vòng màu vàng luôn các bạn. Và cái slow của nó là hiện tại là 50%. Thì nếu mà các bạn nhìn nhận giống như vậy thì các bạn có thể là tưởng tượng nha, tưởng tượng nó giống như là con Green Laser vậy đó các bạn. Cái cooldown của nó đó 0.25 giây là coi như là mỗi giống như Green này nè các bạn. Giống như con Green này nè. Rồi up từ 3 lên 4 là 4000 tiền nha. Up lên luôn. Ê, có Z-Buck nha, thay đổi ngoại hình nhiều nha. Ê, có Z-Buck nè các bạn. Ái già, nhìn đẹp, nói chung là đẹp các bạn ơi. Về ngoại hình là hả không chê vào đâu được, về thiết kế ngoại hình không chê vào đâu được. Các bạn còn thấy là cái camera phía trước con mắt đó, nó cũng nổi lên đẹp nha các bạn, cảm giác đẹp lắm á. Ngon lành, nói chung là về thiết kế, về sức mạnh thì quá ok các bạn. Đam cũng ok, tâm đánh cũng ok, mà có thêm cái hiệu ứng slow ok. Và cái số tiền up nó cũng rẻ ha các bạn, nó không mắc như các bạn thấy đó. Rồi từ 4 lên 5 mùm up luôn ha. 7000 tiền go mát các bạn ơi. 3 vòng đánh. Ê các bạn ơi. Ôi chú. Ê con này xịn nha mọi người. Ê tính ra con này ngon đó các bạn. Bây giờ là nó 3 vòng đánh á, thì cái như các bạn thấy á, là khi mà vừa vô cái vòng màu cam này nè là nó có cái đánh laser ở phía sau lưng này nè các bạn. Là khi vô vòng màu cam á, thì là nó đã có laser nó đánh luôn rồi. Rồi khi mà vô vòng màu vàng á, vô vòng màu vàng á là bắn súng bằng tay, còn ở vòng màu trắng á, thì là nó gọi là nó đánh bằng chùy. Thế thì nhưng mà bùm có cảm giác nha các bạn, bùm có cảm giác là cái slow của nó có cảm giác thôi chứ không biết nó có đúng không nha các bạn. Cái slow của nó rất là hiệu quả các bạn ơi. Ôi các bạn nghĩ một cái con unit mà slow cái vòng như vậy nè các bạn, nếu mà có búp của con hả lép ra trâu nữa làm sao. Slow 50% chứ có ít đâu. Rồi nói chung là bùm khen
À, về cái con tướng này là Bùm có thể đánh giá nó nghe các bạn, là nó khoảng là nó 8/10 điểm. 8/10 điểm là điểm 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 cộng điểm trừ như thế nào? Điểm cộng của nó là coi như là những cái điểm mạnh của nó đó: đam mạnh nè, tầm đánh xa nè, cool down đánh nhanh nè, có hiệu ứng slow nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó slow không? Và bây giờ để Bùm coi coi nó có slow được được đa mục tiêu không nha các bạn. Không, slow đơn mục tiêu thôi các bạn. Để Bùm bán con này luôn, Bùm coi kỹ ra nha. Ồ, nhưng mà nó đánh mạnh lắm các bạn ơi. Bây giờ Bùm để Bùm bán luôn con này luôn đi, để Bùm nhìn nhận cho nó kỹ lại các bạn. Nói chung là talent breed mà đưa ra con mythic như vậy là quá tuyệt vời các bạn. Quá nhiều điểm mạnh trong cái con này. Nó là một cái nỗ lực của talent breed trong cái việc là thay đổi cái suy nghĩ của người chơi đó các bạn. Hồi lúc trước mà nếu mà các bạn mà gacha những cái con unit mới mà bằng vàng đó, thông thường nó rất là lõ. Nhưng mà con này là mạnh nha, chứ không hề lõ nha các bạn. Nó rất là tuyệt vời luôn. Đối với cá nhân Bùm là rất là tuyệt vời luôn. Ôi ôi, một con summon mít thịt như vậy thì nó quá ngon rồi còn gì nữa các bạn. Nó ngon nhất từ trước tới giờ luôn á. Nó là một con unit mà summon mà theo cái kiểu mít thịt đó các bạn. Bùm đánh giá nó là con mít thịt hiện tại nó là đang là cái con mít thịt mạnh nhất về khía cạnh summon nha các bạn. Quá mạnh, quá tuyệt vời, ngon, ngoại hình cũng đẹp nữa. Và rồi để Bùm coi, Bùm xây coi nó có được gần nhau không. À, với cái ngoại hình nhỏ nhỏ gần nhau được luôn các bạn. Quá tốt, quá tốt. Vậy thì Bùm nói là tại sao nó 8 điểm thì nó có hai cái điểm trừ. Điểm trừ đầu tiên của nó là nó bị stun. À, nó không có giống stun được cái nào hết các bạn. Nó gọi là nó bị stun đúng một cái nè, cái con để con Flying Rocket này nó stun à. Nó là nó ngủ liền. Đó, đó là cái điểm trừ đầu tiên của nó. Cái điểm trừ thứ hai của nó thì nói gì thì nói, một cái con mà mít thịt đó các bạn, DPS 30.000 mà nó cũng chỉ gọi là đơn mục tiêu thôi các bạn, thì nó cũng không có gọi là mạnh lắm. Nó sẽ là cái con unit thay thế con Green Laser cho những người free to play nha các bạn. Nó chắc chắn nó có thể thay thế được cái con Green Laser luôn. Thì nó tạo cơ hội, tạo điều kiện cho những cái người chơi free to play có thể gọi là cùng nó nói thẳng ra là nó sẽ không bằng được đâu, không bằng tuyệt đối giống này đâu, nhưng mà cũng tương tự, nó cũng gần được giống vậy đó các bạn. Tại vì cái tốc độ đánh của nó cooldown nó 0.25, còn cái con Rin đó là cooldown của nó là 0.2, nhưng đổi lại là cái tầm nó xa. Và con Rin thì nó có chấm tuôn con này không, nhưng mà thôi, dầm thứ mà chơi free to play cho cái unit như vậy là thấy talent breed cũng gọi là ưu ái rồi, cũng gọi là một cái bản cập nhật rất tốt cho một cái con unit summon rồi các bạn. 8/10 và là không chê được các bạn. Ngon nha, Bùm đánh giá ngon, tuyệt vời và ổn định. Bây giờ tới một cái con pay to win. 399 robux, 400 robux nha các bạn. Đó chính là Scientific Mask. Scientific Mask này là nó tại sao là tự nhiên một cái con toilet nó lại nằm trong một cái thành unit đánh đó, thì là Scientific này lúc mà trong cái đa vũ trụ đó các bạn, khi nó bị điều khiển rồi này kia các kiểu đó, thì nó mới có cái vụ mà Scientific Mask này nè. Rồi thì bây giờ Bùm xây lên luôn. Xây lên nhỏ một con tướng gọi là 400 robot, xem nó có xứng đáng với số tiền của nó không nha. Phát di chuyển. Ôi ôi, nhìn hài thiệt các bạn. Quỷ xa tịch này nhìn hài giả man luôn các bạn. Anh coi nó đánh kìa, các bạn coi cái cách di chuyển của nó kìa. Ôi ơi, thì nói chung là một cái con mà theo cái hệ movable vậy, có nghĩa là hệ di chuyển như vậy đó các bạn, thì đương nhiên là nó không bị stun rồi. Chắc chắn một điều là nó không bị stun. Nhưng mà đổi lại thì nó không nhận được buff của bất cứ một cái hiệu ứng buff nào đâu nghe các bạn, kể cả hiệu ứng buff đam, hiệu ứng buff tốc độ đánh hay là hiệu ứng buff tầm đánh gì đó. Nó không có tác dụng với những cái con movable giống vậy nha các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua, chúng ta đọc chỉ số nè. Các bạn xây lên 1.500 sẽ nhận được một cái con đam 2.000, tầm đánh 30, cooldown 0.5, nó có cái tầm di chuyển là 45, là các bạn thấy là cái vòng tròn trắng này nè các bạn, vòng tròn trắng bự này nè, 45 đó, nó di chuyển được 45 nha các bạn. Thì như vậy thì rõ ràng một điều là cái số robot mua của nó mắc đó các bạn. Mắc là mắc nếu mà các bạn mua trực tiếp nha, còn các bạn mua mà trên bên dịch vụ của Bùm đó rẻ.
rẻ lắm, nó đổi lại con cũng hơi dễ thương nha. Ừ, từ một cái nhân vật mà gọi là phản diện, khi mà đi qua chính diện cái là dễ thương liền luôn vậy đó. Ngoại hình rất là dễ thương, cách di chuyển rất là dễ thương và mạnh. Nói chung là hiện tại thì level 1 gì là mạnh rồi. Bây giờ chúng ta up lên nữa nha các bạn, up lên nữa và đọc chỉ số nha. Up từ 1 lên 2 4.500 mắt nha. Up 1 lên 2 4.500 là mắt đó. À, up lên. Lúc này thì đam của nó là 45 và các bạn sẽ thấy một cái điều là cái quốc răng của cái con này, có nghĩa là cái tầm di chuyển của con này á, thực ra mà nói là cũng không cần thiết lắm, tại vì nó đánh xa. À, nó đánh rất xa nha các bạn, như các bạn nãy giờ các bạn quan sát, các bạn có thấy nó đánh xa không các bạn? Ừ, đánh xa lắm đó. Và cái đam của nó là 4.500 nha. Tuy là đơn mục tiêu đó nhưng mà đam tới 4.500 và cái khu đao của nó là 0.3, nhanh và có quốc răng quốc speed đó, giống như bùm thấy đó các bạn thấy không? Nó di chuyển làm gì đâu, đứng chỗ nó quánh cũng mấy rồi mà úp mắt quá. Úp mắt quá, úp từ 2 lên 3 tới 12.000 thôi, bùm úp liền nha, chứ mấy con này nó mạnh quá các bạn ơi. Rồi, là level 3 là mát rồi nha các bạn. Mát thì bây giờ đam của nó 8.000. Tầm đánh của nó ê, tính ra con này di chuyển làm quá vậy trời, tầm đánh 50 luôn các bạn. Tầm đánh 50 di chuyển thêm sấm lông, có nghĩa là chỉ cần di chuyển trong một cái khu vực khoảng 15 là còn lại là nó quánh được hết rồi các bạn. Và cooldown của nó là 0.2 nha các bạn. Cooldown 0.2. Để bùm coi nó có không các bạn ơi. Tính ra con này thì nó lại không xứng đáng mua lắm. Các bạn biết tại sao? Nó là đến đơn mục tiêu. Và đơn mục tiêu thì bây giờ có đem vô cái map nào đi chăng nữa nó cũng sẽ là bị out meta các bạn. Rất là tiếc là có con này đơn mục tiêu nha. Và cái DPS mà 40.000 nó chả giải quyết được cái gì hết trơn các bạn. Thực tế mà nó chả giải quyết được cái gì. Nếu mà bùm xài con này thà bùm xài con so. Thà bùm xài cái con tô xích. Ê, có con lít các bạn ơi, có con lít. Ê. Con lít rồi. Ê. Chắc để bùm xây thêm cái con Maze Camera quy mạnh lên các bạn ơi. Xây nhiều lên nha. Không cần riêng đâu, xây con này đi. Xây lên lẻ các bạn ơi. Cũng được, nói chung là thấy sức mạnh của nó cũng ok, sức mạnh của cũng ok, nhưng mà bùm nói là nếu mà các bạn mà mua bằng gem này kia đó, các bạn lên marketplace mua đó, đừng có mua con san tiệp mát này các bạn, để gọi là cái gì, dành cho những cái người mà sưu tầm rồi này kia đó, hoặc là các bạn gọi là có nhiều tiền thì bùm không nói, tại vì bùm nói rồi đúng không, bùm không có dạy cách người giàu xài tiền các bạn. Các bạn giàu là các bạn gọi là muốn xài sao các bạn xài thôi. Con này chỉ là đẹp dễ thương như vậy thôi, chứ hả, ngoài ra nó không có làm cái gì được ở trên nữa. Đam quá yếu, thật sự mà nói đam đơn mục tiêu quá yếu, không có bao gồm bất cứ những cái gì trên đó. Thôi bây giờ như vậy đi mọi người, để mà ấy thì bùm sẽ auto skip lên rồi bùm gọi là bùm xây cái con Maze nha, Maze Camera Women nha. Bùm nghĩ là cái con Maze Camera Women này xứng đáng mua, xứng đáng sở hữu hơn cả cái con Maze luôn á các bạn. Một cái cập nhật gọi là thay đổi của Talent Rift nha các bạn, có nghĩa là sao, free to play, có nghĩa là những cái gì mà mua bằng vàng đó thậm chí còn mạnh hơn mua bằng Robux. Đúng chưa các bạn? Đừng có đọc chỉ số này là DPS 30.000 rồi nó 30.000, nó tới 3 đòn đánh và nó có slow nữa đó. Nó khác biệt nhiều lắm luôn đó các bạn, chứ không phải là khác biệt bình thường đâu. Một cái cập nhật dành cho những người free to play nha các bạn. Quá chuẩn mực là như vậy luôn. Đánh đã không? Các bạn thấy đánh đã không? Ôi coi kìa. Có chiếu màu vàng. Ôi nhưng mà hơi với nha. Đem vô đây gì là cũng hơi với nha. Rồi bán luôn bùm hả, xây cho nó đầy đủ con Maze lên các bạn ơi. Nó cũng rẻ, úp nói chung úp cũng rẻ, chắc bán dần bán mòn rồi xây con Maze lên đi, Maze Camera quy mạnh lên đi. Rồi đợi khoảng 1-2 quay gì nữa là chúng ta có thể được. Quên nữa các bạn, cho đổi một số con cho nó target target khác nhau các bạn, để nó slow nhiều con nha. Có cảm giác vẫn được mà các bạn thấy không? Khi mà auto skip lên vẫn cảm giác là đam nó ok, cho tới khi mà nó bị tiếp cận và nó bị stun thôi. Nhưng mà được cái con này tầm đánh xa mà các bạn có thể xây cái vị trí nào mà nó đừng có bị stun đó, thì mình sẽ tận dụng được cái lợi thế của con này nhiều hơn nữa. Đó. Và nếu mà mình thấy là nếu bạn nào mà còn đam mê cái map bình thường bên ngoài á, bùm nghĩ con Maze Camera Women này có thể giúp cho các bạn auto skip Nightmare từ đầu đến cuối được nha.
có thể luôn, một mình nó luôn á, có nghĩa là thêm một vài con đép đầu với lại Santa đồ này kia các kiểu đó thì có thể đó, tại vì đã, cái việc úp nó rất là rẻ và cái đam của nó đổi lại mạnh, nó vậy đó. Rồi thì để Bùm, nói chung là Bùm cũng muốn review trước cho các bạn thấy là những cái con unit mới nó như thế nào. Còn sắp tới nữa đó, video sau nữa là để Bùm thử đem những cái đội hình khác Bùm vô, Bùm chơi thử cái enlit này xem là Bùm farm thêm đó các bạn, farm thêm để coi là những cái mới, những cái cập nhật mới, những cái chỉ số mới, những cái đặc quyền mới trong cái enlit này nó sẽ cho chúng ta như thế nào, và Bùm sẽ review ở cái video sau nha các bạn. Còn video này thì chúng ta cứ để cho nó gọi là nó qua hết luôn đi và Bùm sẽ xem là cái số quay Bùm đi đến được quay bao nhiêu và ra ngoài thì chúng ta coi được bao nhiêu, khoảng bao nhiêu kinh nghiệm nha các bạn ha. Mà bạn nhìn sang thịt này, mắt này nó bánh, nó cứ cảm giác nó cứ làm sao á các bạn. Các bạn này là con sang thịt, nó đang bánh con sang thịt này nè. Ôi ôi coi kìa, cái này nó giật kìa, nhìn nó hài lắm các bạn. Hài yếu nhưng mà được cái hài nha, nói chung là đem vô đội hình tấu hài là cũng hả, cũng hay lắm đó, cũng vui dữ trời lắm đó. anh tấu hài cũng hơi vui đó nha anh. Ê các bạn ơi, Bùm không ngờ là nó đi được xa vậy luôn các bạn. Bùm nghĩ hồi nãy, Bùm nghĩ nha, auto skip lên chắc 1-2 quay gì tạch luôn mà không ngờ nha. Ê con Maze Camera Women để làm cũng ổn quá các bạn, các bạn thấy không? Hồi nãy nó đi tới đây nè, Bùm nói rồi vòng qua đây hồi thua rồi, nhưng mà ê, auto skip hồi cái nó chạy tới quay 55 mà tới đây mấy cái con này nó vẫn còn quánh, nó vẫn còn làm được luôn á các bạn. Thì bây giờ tới con boss thì nó chịu thua thôi, nhưng mà ngon đó nghe các bạn. Rồi ok, đợi hai quỷ yêu này nó lọt vô là chúng ta biết là chúng ta sẽ kết thúc ở quay bao nhiêu nha. Đừng có nói đây là quay 58 nha các bạn phải nhìn ở góc dưới này nè, chúng ta mới biết cái quay nó là bao nhiêu các bạn. Rồi, ủa nó không để gì trên vậy? Ủa sao nó không để gì hả, gì trên gì lạ gì? À đây nè các bạn, quay 49 nha, nó xác nhận Bùm quay 49 thì quay 49 là chúng ta được 240 kinh nghiệm nha các bạn, chính xác luôn các bạn ơi. Đây 249 kinh nghiệm ha. Mới cái răng đầu tiên thì tốn 2000 để mình lên ha. Thôi bây giờ khoan, Bùm để Bùm vô lại Bùm coi. Ồ, thật ra cái nó lên răng nó cũng dễ lắm các bạn ơi. Bùm thấy là nếu mà bạn nào mà có unit mà đi mà xa xíu á, chuyện farm này nó cũng lẹ các bạn. Một lần nó không có bao nhiêu kinh nghiệm, đến 20.000, 30.000, 45, 65, 80, 100.000. Khá là rẻ đó các bạn. Nói chung là bạn nào mà muốn mà mua robot rẻ này kia đó, có thể ủng hộ dịch vụ bên Bùm, nó rẻ cực kỳ rẻ luôn các bạn. Nó để chúng ta ít hai lên farm cho lẻ. Rồi thì cái review cũng chỉ có như đây thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến đây. Nhớ like, nhớ đăng ký kênh với Bùm nhé. Bye bye.